Phát sóng từ ngày 5 tháng 8, Tinh Hán Sáng Lạng của đạo diễn Phí Chấn Tường do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính thuận lợi đạt được nhiệt độ cao. Càng về sau, bộ phim đã dần chiếm trọn tình cảm của khán giả nhờ sở hữu những nguy lực khó cưỡng. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư ngọt đến sâu răng. Nếu như ngay từ đầu, những khung hình chung của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư rất ít ỏi, thì không thể phủ nhận rằng cặp đôi trẻ đã từng bước khiến người xem phải u mê quên cả lối về như thế nào. Chờ đợi tập mới còn dài hơn cả 5 năm đi lưu đài của Lăng Bất Nghi. Không màu mè cũng không bổ nhào vào nhau liên tục, nhưng ngay từ ánh mắt, âm điệu giọng nói cho đến những cái nắm tay đầu tiên hay cái hôn trán nhẹ nhàng và những pha bế bỏng ôm chầm lấy nhau của hai người đều khiến khán giả phải mặt đỏ tim đập quắn quéo hết cả lên. Hai diễn viên trẻ tài năng như thể là Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương đang bước ra từ nguyên tác, đắm chìm trong một tình yêu ngọt ngào nhưng cũng nhuốm màu bi thương đến tột cùng. Diễn xuất tự nhiên, có hồn không cần quá phô trương nhưng đủ để khán giả cảm nhận được những chuyển biến tâm lý của nhân vật qua từng giai đoạn. Với hình tượng nhân vật được xây dựng có chiều sâu, có những ưu điểm nhưng cũng không thiếu những khuyết điểm. Quá trình tiếp xúc, mâu thuẫn, tranh cãi và thậm chí đến mức phải đường ai nấy đi, nhưng Niệu Niệu và Tử Thịnh đã không ngừng học hỏi, không ngừng trưởng thành, học cách chấp nhận nhau, học cách thay đổi vì nhau và học cách bày tỏ tình yêu, cũng như phu thê như một thể, chẳng thể nào phân rạch ròi giữa hai người. Dàn cast phụ nam thanh nữ tú diễn xuất tài tình. Bên cạnh Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư, dàn cast phụ cũng gây thương nhớ không kém khi toàn là những gương mặt nhan sắc đỉnh cao, diễn xuất tự nhiên, thể hiện điểm đặc sắc của nhân vật một cách rõ rệt và tạo ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Những cái tên trẻ như Lý Quân Nhuệ, Cao Hàng, Dư Thừa Ân, Trương Nguyệt được tìm kiếm nhiều hơn hẳn. Ngoài ra, dàn diễn viên thực lực có nhiều kinh nghiệm diễn xuất như Bảo Kiếm Phong, Quách Đào và Tăng Lê, họ đều là những tên tuổi top đầu trong ngành và đã mang đến một cách khá trọn vẹn hình tượng nhân vật cũng như chiếm được sự yêu thích từ người xem. Giá trị nhân văn liên kết khá chặt chẽ với hiện thực. Kể từ khi phát sóng cho đến nay, Tinh Hán Sáng Lạng đã liên tục mang đến nhiều ý vị rất sâu sắc. Ban đầu có lẽ sẽ cảm thấy không có gì đặc biệt hay mới mẻ so với những bộ phim cổ trang trước đây, cũng chỉ là nói về tình cảm nam nữ của những người trẻ cùng ân oán chốn quan trường. Nội dung sử dụng thủ pháp tường thuật phổ biến khi đang xen những trở ngại, có nguy cơ và xung đột đầy kịch tính. Tuy nhiên, nếu theo dõi kỹ hơn thì người xem sẽ phát hiện những ý nghĩa sâu xa ẩn dụ dưới bề nổi của cốt truyện và mối quan hệ giữa các nhân vật. Tất cả đều có logic tình cảm nhân văn sâu sắc, mang đến ý vị mỹ học tự nhiên, là một tác phẩm đáng đi thưởng thức mà không tua nhanh qua bất cứ giai đoạn nào. Thiết lập nhân văn của bộ phim này ẩn chứa rất nhiều giá trị tinh thần trong cuộc sống, mà ở bất cứ thời đại nào, mỗi người chúng ta có thể đã từng nhìn thấy chính mình qua hình ảnh của các nhân vật. Câu chuyện mang đến sự đồng cảm mạnh mẽ, bù đắp cho những cảm giác thiếu thốn, bất mãn của đời sống hiện thực, cùng vui cùng buồn với số phận của họ. Thái độ rất đổi nhân văn, không thần thánh hóa nhân vật, mà đặt nhân vật vào trong những tính cách không hoàn hảo. Lăng Bất Nghi dùng phương thức cực đoan để bảo vệ người bên cạnh, Thiếu Thương lại có tính cách gai góc. Hoàng đế cũng là kiểu hậu cung khi trừ việc lo toan quốc gia đại sự còn phải lo lắng chuyện con cái. Diễn xuất của dàn diễn viên, phong thái không gồng cứng mà rất thả lỏng, biểu đạt tự nhiên. Drama Tinh Hán Sáng Lạng cũng mô tả về vấn đề ly hôn thời xưa và chế độ tái giá rất khác với nhận thức thông thường của văn hóa hôn nhân ở triều đại Tần và Hán, nhờ đó mà tương đối dễ tiếp cận. Nó tạo thành mối liên hệ bối cảnh với thời đương đại và khán giả cũng sẽ cảm thấy thú vị hơn rất nhiều khi xem phim. Hình ảnh được trau chuốt tỉ mỉ và dụng tâm. Sau thất bại ê chề của Thả Thí Thiên Hạ, Tencent có lẽ đã chú ý hơn rất nhiều đến chất lượng hình ảnh, kỹ xảo và âm thanh cũng được cải thiện hơn trong bộ phim Tinh Hán Sáng Lạng. Quá cảnh phim luôn được hiện ra một cách rất chân thực và hoành tráng khi cần thiết. Tất nhiên, thiếu sót là điều không thể tránh khỏi, nhưng không thể công nhận một điều rằng đạo diễn Phí Chấn Tường đã rất có tâm trong từng thước phim do ông chỉ đạo. Dù công việc hậu kỳ cắt ghép vẫn mang đến những sản khó hiểu, như ngay trong đoạn mở đầu phim, khi Lăng Bất Nghi Khải Hoàn trở về đã khoác thêm một chiếc áo choàng, nhưng lại đột ngột biến mất một cách thần kỳ như chưa từng xuất hiện trước đó. Bỏ qua những lỗi nhỏ này thì chất lượng, hiệu ứng hình ảnh của tổng thể bộ phim đều ở mức được khán giả công nhận và trầm trồ. Thiết kế mỗi khung cảnh đều mang đến cảm giác đậm chất cổ phong, từ miếng gạch mái nhà đến cây cầu gỗ hay cây cối đều rất dụng tâm, đặc biệt nhất là xe ngựa sang trọng, thật sự đoàn phim đã đầu tư rất chỉnh chu. Ngay cả những thước phim có phần rùng rợn kinh dị cũng được đặt tả hết sức sống động, cảnh cả nhà Hà Chi Quân bị sát hại hay cảnh những kẻ bầu bạn của Ngũ công chúa bị giết sạch. Về phần âm nhạc cũng chẳng có điểm nào để phàn nàn, thậm chí tăng thêm cảm xúc cho khán giả khi xem phim. Cảnh buồn càng buồn hơn và cảnh vui lại không khỏi phải bật cười. Đối với khán giả, Tinh Hán Sáng Lạng có kịch bản hoàn thiện cao, trên cơ bản gần như không có một cảnh quay dư thừa nào, trừ đoạn khoác áo choàng của Ngô Lỗi ở đầu phim nhưng leo lên lưng ngựa lại không thấy tấm áo đâu nữa. Tình tiết có điểm để cười, điểm để khóc, có ngọt ngào cũng có phần ngược tâm, có những tình tiết thú vị của một gia đình, cũng có đại nghĩa quốc gia, tất cả đều rất đầy đặn. Những ưu điểm trên của tựa phim cổ trang truyền kỳ Tinh Hán Sáng Lạng từ khi phát sóng cho đến nay luôn được khán giả yêu thích và công nhận. Một tác phẩm được chăm chút, đầu tư chỉnh chu từ những chi tiết nhỏ nhất mới có thể khiến khán giả muốn xem, bình luận mới chính xác và công tâm. Nên đây quả thật là một tựa phim cổ trang rất đáng xem của khán giả trong năm 2022 này. Nhấn nút like, share và subscribe kênh Trạm Phim Châu Á để cập nhật thêm thông tin nhé mọi người.